đây là bệnh viện mắt, và nếu mà anh chị là người đi khám ở đây thì anh chị phải đi, muốn có cái số nhỏ thì anh chị phải đi lúc khoảng đâu đó là 5 giờ anh chị có mặt rồi. 5 giờ anh chị có mặt. Chứ còn hồi nãy em tới là 6 giờ 15. Lúc em tới 6 giờ 15 anh chị, em bóc số là 704. 6 giờ 15 mà đã bóc số 704. 704 thì có khoảng sớm thì khoảng 10 rưỡi mình mới được khám luôn anh chị nha. Đây, bây giờ là khoảng 9 giờ mà bây giờ mới tới số 590 à. 590. Còn em là số 907704 thì phải là 10 giờ rưỡi. Còn ai mà bóc số trước 1000 thì phải giờ qua buổi chiều đó anh chị. Và bệnh viện mắt thì có 3 khu. Khu A, khu B và khu C. Riêng khu B không á, là một buổi sáng thì họ mà đưa ra khoảng 1500 số. 1500 số nha anh chị. Đây là khu khám bệnh khu B đây. Bệnh viện nào cũng vậy, muốn khám xong sớm thì anh chị phải đi sớm. 5 giờ là anh chị đứng xếp số đầu tiên rồi. Ở đây như là nãy em tới lúc 6 giờ anh chị, 6 giờ là 6 giờ 10. 6 giờ 10, 6 giờ 15 là em bóc số là 704. Như vậy là khoảng là 5 giờ, 5 rưỡi là họ đã khác số rồi. Đó đó, phòng số 7 đó đó. Cái này là chờ ở ngoài kia kìa. Nó tới một. Thank you.
em lương xuân, mời em lương xuân linh 1992 vào phòng khám 8. Đây là khu A, khu xếp gì? Đây là khu của phòng giám đốc rồi phòng điều dưỡng rồi anh chị ạ. Đây là khu để xe ha. Thì có hai khu phòng khám luôn. Khu phòng khám khu B. Và qua bên này là khu khu B đó chị, khu B buổi sáng người ta phát đâu đó là em thấy là một số 1.500 luôn đó. Còn bên khu này thì không biết có bao nhiêu nha. Khu này là lối này đi không được rồi. Phải đi lối khác rồi. Bên này cũng là một khu khám bệnh nè anh chị. À, bên khu kia thì một lần họ phát số thì khoảng là buổi sáng là em thấy là phát trên 1.500 luôn rồi đó. Đến giờ này họ đang vẫn đang phát thì chắc chắn là trên 1.500. Còn bây giờ mình qua khu bên đây. Lấy xe lơ mơ mình quẹt vô chúng người ta không, nó đâu có đường đi đâu, thấy đâu. Bên đây cũng là khu khám nè. Khu khám bên đây nữa.
Như vậy là có hai khu anh chị, trước mắt là thấy có hai khu nha. Cái này là căng tin rồi. Cái này là căng tin còn kéo kéo ra. Cái khu bên này có vẻ là ít bệnh nhân hơn đó chị nè. Cái khu khám bệnh bên này là khu khám 2 đó anh chị, em thấy là ít bệnh nhân hơn. Còn khu khám 1, khu khám 2 thì khám dịch, kính võng mạc và phòng khám ngoại trú, kính võng mạc. Quy trình thứ nhất là tới nơi lấy số thứ tự thì chúng ta phải đi sớm nha. Lấy số thứ tự phải đi sớm. Thứ hai là quầy nhận bệnh. Quầy nhận bệnh, quầy đóng tiền. Rồi sau khi đóng tiền xong mình phải phòng khám. Ok, nói chung anh chị muốn khám nhanh thì phải đi sớm anh chị. Phải đi sớm lấy số thứ tự. Hoặc là mình nhờ người nhà, hoặc là nhờ người nhà để mà lấy số thứ tự sớm. Nhưng mà khi nhờ người nhà là mình phải đọc đúng tên người bệnh nha anh chị. Nhờ người nhà mà phải đọc đúng tên người bệnh nha. Khu B và khu khám 2. Như vậy ở đây là có hai khu khám bệnh đó chị, khu B và khu khám 2. Khu khám 2 thì họ khám ít bệnh hơn. Còn khu B gần như là bệnh nào về mắt cũng khám cả. À đây có khu C, khu B. À khu A là khu xét nghiệm. Khu A là khu xét nghiệm. Khu C là khu khám mắt, khám số 2. Khu B là khu khám điều trị trong ngày. Khu A là khu làm xét nghiệm thôi anh chị ạ. Lúc này mới là số 675 nè.
thôi. Mới số 675 mà vô nó ngồi vậy. Hả? Ngồi lắm rồi. 704. Kiếm chỗ nào gọn gọn ngồi chứ ngồi xét xét chơi, ngồi xét chơi. 9:15 thì khoảng 10 giờ vô phòng khám á. 9:15 gọi cho được, cô đi đưa được tỉnh mà đó, tòa án bắt. Rồi 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 rồi. Cầm cầm cái đó chút lấy sau đi. Đây. 9:15 à 9:15 anh chị, 9:15 mà người ta mới khám, chưa khám họ mới là làm giấy tờ là mới tới số 715 thôi, 9:15 phút nha. Mà em là số 704 thì có thể nếu vào được phòng khám sớm nhất phải là 10 giờ mới vào tới phòng khám. Sớm nhất là 10 giờ anh chị. Còn ai mà đi số 1000 thì phải giờ là buổi chiều thôi. 1000, 1500 gì đó là phải giờ qua buổi chiều rồi. Đó cho nên là nếu mà anh chị đi khám á, thì có thể nhờ người thân, nhờ người thân ra bóc số. Mà khi bóc số thì nhớ đọc đúng tên người bệnh nha. Bởi vì họ còn phải lưu cái tên người bệnh á, lưu vào trong cái số gì, số 704 là tên Nguyễn Văn A đi. Đó họ lưu vào trong đó luôn. Mua lại con sổ mới. Ở đây mấy giờ mở cửa chị? Mấy giờ lại? Ờ mấy giờ. Hả? 5 giờ lại số. Năm giờ lấy số hả? Ủa chị ơi, nếu mà có bảo hiểm y tế mà đi trái tuyến thì sao? Có được? Xin giấy chuyển tuyến mà đi. À, xin giấy hả?